Xin chào cả nhà, chào quý bà cô dì chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về Hoa hậu Ý Nhi nè các bạn. Hôm nay gia đình của Hoa hậu Ý Nhi cũng như Ý Nhi đã đồng ý để nói muốn trả lại Vương Miện vì cảm thấy không xứng đáng. Các bạn thấy xứng đáng hay không? Trả lại là tốt hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau bản tin này. Ban tổ chức lên tiếng thông tin nói là gia đình của Hoa hậu Ý Nhi muốn trả lại Vương Miện vì cô ấy không phù hợp. Thông tin Hoa hậu Ý Nhi muốn trả lại Vương Miện để tránh đầu màn vũ quay khiến cộng đồng mạng xôn xao luôn. Cụ thể là cộng đồng mạng đã xôn xao trước thông tin Hoa hậu và gia đình đã muốn trả lại Vương Miện. Theo thông tin lan truyền, ban tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam đã trấn an người đẹp Bình Định và gia đình suy nghĩ lại việc mà trả lại danh hiệu cao nhất sau ồn ào mà vả miệng là nghe. Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam dù đã lên tiếng xin lỗi hai lần nhưng vẫn hứng chịu nhiều chỉ trích, thậm chí dân mạng vào trang fanpage rồi đòi mà phải trả lại Vương Miện đi. Và cụ thể do đó tin đồn mà Ý Nhi trả lại Vương Miện đã được bàn luận sôi nổi trong những ngày vừa qua. Cụ thể trao đổi với báo chí, đại diện truyền thông của công ty Sen Vàng đơn vị tổ chức cuộc thi mà Miss World Việt Nam phủ nhận thông tin gia đình Hoa hậu Ý Nhi muốn trả lại Vương Miện. Được biết Hoa hậu Ý Nhi phải ở ẩn tạm dừng mọi hoạt động trong nhiệm kỳ này để tránh ồn ào, các bạn thấy không? Có nghĩa là chưa có cái gì mà muốn trả lại đâu, có Vương Miện đội tinh đầu ngu gì trả. Trước đó không lâu, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam cũng đăng tải lời xin lỗi của Hoa hậu Ý Nhi sau ồn ào liên quan đến phát ngôn là nói: "Tôi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Mong rằng mọi người hãy mở lòng đón nhận và cho tôi một thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng sai phạm lần này là bài học rất lớn để tôi nỗ lực rèn luyện hơn trong tương lai." Hoa hậu Ý Nhi nói như vậy đó các bạn. Chứ còn vấn đề mà giống như trả Vương Miện là không có à nha. Dễ gì trả, lâu lâu mới được cái danh hiệu. Mà các bạn thấy không? Không biết mà làm hoa hậu để làm gì các bạn? Ủa, hoa hậu làm gì? Hoa hậu giúp gì cho được đất nước chúng ta ta? Đem nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam ra phương Tây, phương ngoài để cho mọi người cùng thấy hả? Thì không á, bóng đá nữ đi, bơi nội nữ đi, điền kinh nữ đi, như Nguyễn Thị Anh nè, Quỳnh Như, Thanh Nhã đi. Đó, cái đó mới là đem hình ảnh người phụ nữ ra. Chứ còn hoa hậu làm gì cho đất nước? Rồi tôi làm hoa hậu rồi tôi sẽ giúp đỡ cho các trẻ em. Ủa, hoa hậu làm gì có tiền mà để giúp đỡ ta? Đúng không mọi người? Tự nhiên hoa hậu lên đi qua đi lại vậy là có tiền. Ôi nói thẳng ra, tôi làm hoa hậu để tôi có nhiều dán hàng quảng cáo, tôi sẽ giúp đỡ được nhiều trẻ em hơn. Nói vậy cho nó lành đúng không mọi người? Đó. Tiền quảng cáo, tiền này tiền kia nhiều lắm. Nếu như bạn làm hoa hậu,